Đồ án quy hoạch trụ sở 36 bộ ngành cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan trung ương của đoàn thể được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ở khu Tây Hồ Tây và Mễ Trì. Theo đồ án quy hoạch đến năm 2030, hệ thống trụ sở mới sẽ là nơi làm việc của 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ, 8 cơ quan thuộc chính phủ và 6 cơ quan trung ương của các đoàn thể. 13 bộ ngành được bố trí về khu Tây Hồ Tây, cách trung tâm thủ đô 10 km, khu vực này rộng 35 ha, gồm gần 21 ha thuộc phường Xuân La, quận Tây Hồ và 14 ha phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm. 23 bộ ngành sẽ được bố trí về phía trụ sở Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, rộng 55 ha, trong đó có gần 44 ha thuộc phường Mễ Trì và 11 ha thuộc phường Trung Văn với mục tiêu cơ sở nhà đất hiện có của các bộ ngành sau khi di rời phải được quản lý tập trung, thủ tướng giao Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội xây dựng phương án khai thác từng cơ sở nhà đất phục vụ hoạt động các cơ quan trung ương và thành phố. Nếu trụ sở cơ quan nào không có nhu cầu sử dụng sẽ đấu giá để thu nguồn lực cho nhà nước. Các trụ sở không dùng làm cơ quan hành chính nữa sẽ được sử dụng cho mục đích công cộng như làm vườn hoa, bãi đỗ xe, hạn chế gánh nặng thêm và hạ tầng.